Ngọc Như và Tuấn Anh rất vui đồng hành bà con mỗi ngày trong bản tin 365 ngày chuyển động. Mời bà con và quý khán giả cùng điểm qua thông tin nổi bật ngày hôm nay. Hậu Giang cung cấp hơn 25 tấn xoài Tết sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bữa diễn chậu chân Tết ở Hà Nội lần đầu tiên về miền Tây thu hút khách hàng. Ghi nhận của phóng viên 365 ngày chuyển động về thị trường hồ tiêu, giá thấp kỷ lục 10 năm qua. Bảo Lâm có 6.000 hecta sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đưa diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng càng tăng. Muốn lập nghiệp phải có ước mơ, và người nông dân này đã biến giấc mơ thành hiện thực với mô hình trồng lan đáng học hỏi. Năm 2018, tín hiệu vui đối với bà con đồng bằng sông Cửu Long là xoài của hợp tác xã xoài Cát Mỹ Sương, tỉnh Đồng Tháp đã xuất khẩu được sang Mỹ, mở ra nhiều triển vọng cho trái xoài. Còn tại nhà vườn ở Hậu Giang, nếu như năm ngoái hợp tác xã xoài Cát 7.000 huyện Châu Thành A phải bán xoài Tết Việt Gáp bằng với giá xoài thường, thì năm nay bà con đã được bao tiêu với giá cao ngất ngưỡng. Và với ý nghĩa cầu vừa đủ xoài, với mong cầu năm mới đầy đủ ấm no, cho nên trong mâm ngũ quả ngày Tết thì không thể nào thiếu được trái xoài đúng không ạ? Tết này, nhà vườn ở Hậu Giang đã chuẩn bị sẵn sàng xoài Tết rồi. Và phóng viên chương trình đã đến vườn xoài huyện Châu Thành A ghi nhận không khí sản xuất sau đây. Ngay từ đầu vụ, công ty một thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu nông sản Hòa Lộc, Long An đã đưa ra mức giá bao tiêu xoài loại 1 trái trên 400 gram của hợp tác xã xoài Cát 7.000 là 70.000 đồng một ký. Xoài loại 2 từ 380 gram cho đến 390 gram có giá 50.000 đồng một ký. Mức giá này đã cao gấp đôi so với năm ngoái. Bà con cho biết do tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất Việt Gáp mà trái xoài đều đạt chuẩn để xuất khẩu. Đồng thời bà con đã đẩy mạnh kỹ thuật bao trái, chọn lọc để trái xoài không chỉ bóng đẹp, đồng đều mà tỷ lệ loại 1 còn đạt trên 80%. Cái xoài này 200 trái nhưng mà tôi lấy 150 trái à. Thì chất lượng là 100%. Đó. Còn ví dụ như lấy 200 trái thì coi như 50 trái đó phải cũng phải dạt. Theo đó, hiện hợp tác xã có hơn 17 hectare diện tích trồng xoài Việt Gáp vừa được tái công nhận, với năng suất xoài Tết trên 25 tấn. Theo tính toán, năng suất một công xoài đạt từ 4 tấn đến 4 tấn rưỡi trên 2 vụ thuận và nghịch, bà con có lời trên 100 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt là cái Tết này thêm phần phong phú. Mỗi miền thì có một loại trái cây ngon của riêng vùng đó, và cái việc trao đổi mua bán qua lại sẽ làm đa dạng sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Như chúng ta đều biết là bưởi diễn là loại cây đặc sản ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nhiều năm nay, nhà vườn đã cho vào chậu và tạo kiển bưởi rất là độc đáo để cạnh tranh mỗi dịp Tết đến xuân về. Và năm nay thì bà con miền Tây sẽ được chiêm ngưỡng và thậm chí là có thể sở hữu được những cái chậu bưởi diễn rất là đẹp mắt, trái quàng cây đầy lộc. Người dân ở làng Qua Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã nhập về giống bưởi này, đã gây sự thu hút của đông đảo du khách đến mua và thưởng lãm. Cây bưởi diễn ra quả một năm một lần, thường quả chín đúng vào dịp Tết và có màu vàng bắt mắt nên thu hút nhiều người mua về chân Tết. Anh Đào Hải Triều, chủ một vụ qua tại làng Qua Sa Đéc, ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là người đầu tiên nhập giống bưởi này về bán ở miền Tây. Mỗi gốc bưởi có trên 20 trái. Hiện mỗi cặp bưởi diễn được bán ra có giá dao động từ 8 triệu cho đến 12 triệu. Dù mới được vận chuyển về đến Đồng Tháp, nhưng 1/4 số gốc bưởi diễn của anh Triều đã có người đặt mua. Khả năng có thể vài ngày tới số bưởi này sẽ có người mua hết. Ớt thì đương nhiên phải cay rồi đúng không Tuấn Anh? Nhưng mà gần Tết này thì bà con nhà vườn lại có một mùa ớt ngọt. Ngọt ở đây chính là sự thuận mùa, giá cao, lời khá và nhà vườn rất là vui vẻ khi mà đón xuân. Thời điểm này thì người dân trồng ớt ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp rất là phấn khởi, thuê mướn nhiều nhân công thu hoạch nhanh ớt chín để mà bán cho thương lái. Giá ớt đang giữ ở mức từ 22.000 đến 25.000 đồng một ký, tăng từ 12 đến 15.000 đồng một ký so với tháng trước. Một người nông dân cho biết lợi nhuận gần 200 triệu đồng cho 35 công đất trồng ớt, giúp cho ông có một cái Tết khấm khá. Ớt là cây trồng ngắn ngày, giá hiện nay thì cũng khá là bấp bênh nếu như chưa tính đến việc nâng cao giá trị. Và trong tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một nhóm các bạn trẻ đã làm nên những cái đặc sản từ ớt rất là tuyệt vời. Bây giờ thì xin tiếp tục với giá nông sản khác. Hồ tiêu là nông sản chủ lực của các tỉnh Tây Nguyên, vì vậy mà cả một năm trời giá tiêu chưa hồi phục là nỗi khổ của biết bao người nông dân.
Những ngày cuối năm, phóng viên 365 ngày chuyển động ghi nhận thực tế giá tiêu tại khu vực thì hiện nay giá hồ tiêu bán ra tại nhà vườn hiện chỉ dao động từ 49.000 đến 51.000 đồng một ký, giảm 10.000 cho đến 12.000 đồng một ký so với 2 tháng trước và ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Theo tính toán của nhà vườn thì với mức giá này khiến nhiều nông dân trồng hồ tiêu thua lỗ 10.000 tới 15.000 đồng mỗi một ký tiêu bán ra. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá hồ tiêu giảm là do sản lượng toàn cầu tiếp tục tăng với mức hiện khoảng là 500.000 tấn một năm. Riêng ở Việt Nam thì niên vụ năm 2018 đạt khoảng 230.000 cho đến 235.000 tấn, tăng hơn 15.000 tấn. Giá hồ tiêu do đó dự đoán vẫn khó tăng cao trở lại trong thời gian sắp tới. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh theo thống kê mới đây ước đạt trên 2.000 hectare, tăng 13% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích kinh doanh khoảng 700 hectare, diện tích trồng mới chuyển đổi khoảng 433 hectare. Năng suất bình quân hồ tiêu ước đạt khoảng 2,75 tấn một hectare với sản lượng gần 2.000 tấn một năm. Điểm đáng chú ý là hiện nay tỉnh Lâm Đồng chưa xây dựng quy hoạch phát triển riêng cho cây hồ tiêu. Việc phát triển sản xuất hồ tiêu trên địa bàn 12 huyện thành phố trong tỉnh, vì vậy đều do nông dân tự phát chuyển đổi, trồng xen với một số loại cây trồng khác là chủ yếu. Thưa bà con và quý khán giả, đi du lịch đến Đà Lạt, Lâm Đồng, ngoài mua đặc sản như dâu tây, trái hồng, trái bơ, thì atiso tươi hoặc sấy khô hay là trà atiso cũng được nhiều người chọn lựa làm quà, đúng không chị Ngọc Như? Vậy nên các vùng trồng atiso được đầu tư khá là kỹ lưỡng về kỹ thuật để cho ra hoa tốt nhất. Nhân và tôi được biết là ở vùng Thái Phiên thuộc phường 12 của thành phố Đà Lạt được xem là cái vùng chuyên canh atiso lớn nhất của thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên thì theo lãnh đạo địa phương này, so với khoảng 10 năm trước thì diện tích atiso liên tục sụt giảm, đến nay thì hơn 70%. Và nguyên nhân chính dẫn đến người nông dân Đà Lạt đang thu hẹp dần diện tích trồng atiso là do thiếu nguồn giống mới khỏe mạnh. Bởi vì nguồn giống atiso hiện nay đã có sự thoái hóa nên khả năng kháng bệnh của cây rất là thấp, năng suất không cao, do đó thu nhập thấp hơn so với các loại rau qua khác. Một số nông dân đã tự tìm cách mua hạt giống từ nước ngoài về ươm. Tuy nhiên, số lượng này không lớn nên không thể tăng diện tích atiso. Hiện tại thì diện tích atiso của Thái Phiên chỉ còn khoảng 45 hectare. Trong khi đó, huyện Bảo Lâm đang tập trung các cây trồng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện đã có 6.000 hectare sản xuất hiện đại, trong đó cà phê có 3.850 hectare, chè 1.500 hectare, rau hoa 200 hectare và cây ăn trái 450 hectare. Hiện huyện Bảo Lâm đang xây dựng 2 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 300 hectare một vùng, bao gồm vùng sản xuất cà phê được quy hoạch tại xã Lộc Đức và vùng sản xuất chè được quy hoạch tại thị trấn Lộc Thắng. Theo đánh giá, đến hiện tại, một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như trồng qua, trồng ớt trong nhà kính, trồng rau thủy canh, trồng bơ giống ngoại, trồng sầu riêng và một số mô hình chăn nuôi như nuôi chim yến, nuôi heo nhà lạnh, nuôi gà sinh học đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang tiếp tục được nhân rộng. Thưa bà con và quý khán giả, trái ớt như thế này thì sẽ là nguyên liệu để mà làm tương ớt. Tương ớt được xem là một trong những đặc sản nổi tiếng của thành phố Hội An. Dù đã có từ lâu đời, song từ trước đến nay thì những cơ sở sản xuất tương ớt chỉ dừng lại ở việc là sản xuất thủ công với nhãn mác rất là đơn giản. Với mong muốn đánh thức vị giác của đông đảo thực khách và biến tương ớt thành một sản phẩm đặc trưng, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh và những cộng sự của mình đã cùng sáng lập cửa hàng Daichi Food. Sau đây là câu chuyện làm nên đặc sản này. Tọa lạc tại đường Cao Hồng Lãnh, thành phố Hội An, cửa tiệm đặc sản Hội An Daichi Food với không gian trưng bày khá ấn tượng. Chủ đạo là những lọ tương ớt Daichi với bao bì nhãn mác, logo thương hiệu, mã truy xuất nguồn gốc, cũng như các thành phần nguyên liệu đầy đủ. Đầu vào là ớt tươi, cũng được lựa chọn từ các vùng hoa màu ở xứ Quảng, lọc sạch hạt và xoay nhuyễn cùng với tỏi, gừng, khiến cho tương ớt Daichi có một hương vị rất riêng. Khi được hỏi về ý nghĩa của thương hiệu Daichi Food, Hồng Hạnh chia sẻ, Daichi viết tắt của chữ đại chí, một mong muốn vươn cao vươn xa của những người trẻ với kỳ vọng đưa được các loại đặc sản của đất Quảng Nam đến với đông đảo người tiêu dùng. Mọi mô hình khởi nghiệp đều bắt nguồn từ sự đam mê, tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì chính đam mê mới thôi thúc chúng ta thực hiện và kiên trì khi mà chúng ta có thất bại. Vậy thì câu chuyện biến đam mê thành nghề nghiệp sau đây được phóng viên 365 ngày chuyển động ghi nhận được
sẽ một lần nữa khẳng định có đam mê thì sẽ thành công. Mời bà con và quý khán giả xem đam mê của những người nông dân ở Lâm Đồng là gì. Từ một người yêu lan, ông Trịnh Quang Thủy ở thôn Thanh Hương, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc đã biến đam mê thành một nghề cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong khu vườn này hoàn toàn là phong lan với hàng chục giống khác nhau, từ giả hạt, trầm cửu long, rồng đỏ cho tới các giống phổ biến hơn như kim điệp, thủy tiên. Hiện ông Thủy có hai sào nhà lưới trồng lan với trên 10.000 giò, có những giống rất quý, giá cao như giả hạt Lâm Đồng. Đầu tiên cách đây cỡ độ 10 năm ấy, thì tôi cũng đam mê kiếm một vài giò tôi về tôi chơi vậy thôi. Nhưng mà kiếm từ một vài giò đấy mình trồng nó lên là vài chục giò. Rồi tới khi thấy có khách họ tới họ hỏi thăm họ mua. Rồi thấy cũng có nhiều người mua rồi bắt đầu tôi mới phát triển cơ sở nó rộng lên, nó nhiều lên rồi bắt đầu cứ trồng nhân lên vậy rồi nhập giống rồi trồng rồi bắt đầu nhân lên. Theo ông Thủy, phong lan cần môi trường sống khá tự nhiên nên ông làm nhà lưới với dàn lưới đen phù hợp, vừa giảm bớt ánh sáng, vừa để ngăn nước mưa, gió và không khí lưu thông, tạo môi trường sống gần giống như môi trường sống nguyên thủy của cây lan trong tự nhiên. Tuy nhiên, phong lan cũng dễ bị bệnh như thối nhũng, rỉ sắt, tháng thư. Người trồng cần chú ý để phòng ngừa và xử lý bệnh kịp thời, nhất là trong mùa mưa. Là cái thời điểm giao mùa thì cây nó hay bị bệnh thối nhũng. Rồi đến khi mà mưa dầm cũng có một vài thứ bệnh, bệnh thán thư hoặc là bệnh rỉ sắt các thứ thì nó cũng gặp khó khăn. Nhưng mà cái này thì cũng ăn thua là mình nhận xét được những cái thứ bệnh gì thì mình sẽ có cách phòng trị nó. Hiện đây là một trong những vườn phong lan rất nổi danh ở khu vực Bảo Lộc, Di Linh, là địa chỉ tin cậy để mua cây giống được nhiều người đam mê phong lan tin tưởng. Cái mô hình trồng lan của nhà chú Thủy đây thì theo địa phương được biết thì mới đầu là chú là một nghệ nhân yêu thích lan, nhưng mà sau một thời gian chơi qua tìm tòi học hỏi thì chú thấy cái mô hình trồng lan đang phát triển và đang đạt được hiệu quả kinh tế cao thì chú tiếp tục nhân rộng cái mô hình của mình ra thành một cơ sở lan để cung cấp phục vụ cho các vựa mua lan. Và cũng nhằm để phát triển cái kinh tế của gia đình mình cũng như là tạo thêm thu nhập cho các lao động tự do phục vụ theo thời vụ. Với kỹ thuật chăm sóc được đúc rút từ nhiều năm gắn bó với lan, tỷ lệ ra hoa của vườn phong lan của ông Trịnh Quang Thủy vào đúng dịp Tết Nguyên Đán khá cao. Mỗi dịp Tết, ông xuất bán từ 1 đến 2.000 giò lan, với giá bán trung bình 500.000 đồng một giò, trừ hết chi phí đầu tư còn thu lợi vài trăm triệu, một thu nhập rất khả quan trên diện tích hai sào đất vườn. Không chỉ dừng lại ở thu nhập, niềm vui của ông còn là việc góp phần duy trì những giống lan quý như giả hạt Lâm Đồng có giá tới một chỉ vàng một mắt mầm qua, thị trường rất ưa chuộng. Ông nhân giống cung cấp cho thị trường với giá ổn định, giảm tình trạng người đi rừng tìm mọi cách khai thác lan tự nhiên hại tới tài nguyên rừng. Vừa có thu nhập từ lan, vừa góp phần lưu giữ những nguồn gen quý. Ông Trịnh Quang Thủy vẫn ngày ngày say mê bên những nhánh lan rừng mang vẻ đẹp tự nhiên. Qua cách mà ông Trịnh Quang Thủy miêu tả về lan và cái cách ông Thủy chăm sóc lan của mình cũng đủ thấy cái niềm đam mê chơi lan của ông như thế nào rồi. Nhưng mỗi người thì có một cái niềm đam mê, nhưng mà đối với ông Thủy thì ông đã rất là kiên trì và có chí hướng nắm bắt được nhu cầu thị trường và theo đuổi cây lan cho đến tận bây giờ. Thu nhập cả trăm triệu đồng là một niềm mơ ước lớn của bà con nông dân, hả chị Ngọc Như? Vâng, tôi đồng ý với anh Tuấn Anh. Thưa bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Thưa bà con, nếu như có ý kiến phản hồi về chương trình hoặc là muốn tìm kiếm cây giống mới, mô hình hay thì hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ đang hiện trên màn hình. Xin hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.